mình cũng sẽ nằm thử để cho khách hàng mình xem được tổng quan khi mà mình nằm nghỉ ngơi trên xe như thế nào. Trời ơi, có thể nói vô cùng thoải mái luôn. Có thể nói là đặc biệt nhất ở chiếc Xpander Cross này đó chính là cặp ghế ở cái hàng ghế ở giữa. Pika Limousine xin chào tất cả quý khách hàng. Ngày hôm nay thì hệ thống của Pika sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý anh chị một gói độ dành cho Xpander Cross, bao gồm là mình đổi màu nội thất nè, đặc biệt là cặp ghế VIP ở giữa. Hãy cùng mình khám phá ngay bản độ này nha. Toàn bộ khoang nội thất của Xpander Cross đã được Pika Limousine mình thay mới lại bằng một màu sắc mới, mang một chủ đạo xanh hồng. Cái sự phối màu này là làm theo yêu cầu của anh chủ xe, vì vậy có thể là nhiều anh chị mình thấy mà nó không có quen mắt á. Tuy nhiên đối với chủ xe này lại rất là yêu chuộng hai cái màu này, nên là Pika Limousine mới lên ý tưởng và thiết kế phối như thế này ha. Ghế là mình sẽ bọc đổi màu da hết full cái phần ghế luôn. Phong chủ đạo là phong xanh thì Pika Limousine mới phối thêm màu hồng theo sở thích riêng của chủ xe này, mình làm cho nó có cái điểm nhấn dễ thương hơn, ấn tượng hơn ha. Cái sự kết hợp màu sắc tương phản như thế này cũng được ứng dụng rất là nhiều trong khoang nội thất luôn, nên là khách hàng có thể tham khảo ạ. Ngoài cái phần ghế xuyên suốt ra bọc da thì cái phần trần mình cũng thay mới bằng chất liệu da lộn này thì mình lựa chọn cái màu xanh nó hơi phần đậm hơn một xíu. Cái sự chuyển màu như thế này cũng làm cho khoang nội thất của xe mới lạ hơn, ấn tượng hơn đó khách hàng. Ngay cả cái phần cột chữ A, B, C, D cũng được Pika Limousine mình thay mới bọc full da, cái phần da nội thất này luôn. Tại vì bọc da như thế này á, nhìn cái xe của mình nó sang trọng hơn. Nó tránh cái phần nhựa này á, nó sẽ tránh được cái hiện tượng bong tróc hơn ha, mình dễ dàng vệ sinh hơn nữa. Đồng thời để thêm cái phần lung linh thì Pika Limousine mới thêm cái phần led ánh sau luôn. Led sau này mình có thể chuyển đổi màu sắc nè ha, mình có thể chuyển đổi qua cái app mà hoặc là cái remote này để mình nghe nhạc thư giãn vô cùng tuyệt vời luôn. Và ngay cả những cái phần ở phía trước này Pika Limousine cũng đi led full hết luôn. Đó, cái điểm nhấn là như vậy ha, để cho nó rực rỡ, nó lung linh hơn và nó không hề bị chói mắt đâu, nên là mình không cần phải lo sợ ha. Ngay ở đây, còn ở phía trước này thì vô lăng, có thể nói vô lăng các anh của mình cũng khá là quan tâm luôn. Mình sẽ bọc da lại phối màu xanh và màu hồng để cho nó đồng điệu hơn với cái hệ thống của khoang xe. Mình nhìn vào có một cái chiếc xe nó có cái vô lăng rất là dễ thương và ấn tượng nữa, nhìn là biết cái chủ đạo của xe này rồi ha. Ngay cả các phần con ngựa này mình cũng bọc da luôn, để cái quá trình mà khách ngồi mình có tì tai đồ thì nó cũng dễ chịu hơn rất là nhiều. Ghế thì nãy mình nói rồi ha, bọc da. Cái chất liệu da này anh chủ xe anh chọn là da nắp 3. Da nắp 3 thì nó sẽ cao cấp hơn cái dòng da giả da ha. Da này thì mình ngồi rất là êm ái, thoáng mát nè, và nó lại bền bỉ nữa. Pika Limousine thì may phối những cái đường nét theo yêu cầu của chủ xe thôi. Dập lỗ nè, mai muối nè, những cái đường nét rất là hài hòa và rất là sang trọng nữa. Điểm nhấn đó chính là cái phần ghế phía sau, nên mình sẽ xuống sau cho khách hàng mình xem nha. Có thể nói là đặc biệt nhất ở chiếc Xpander Cross này đó chính là cặp ghế ở cái hàng ghế ở giữa. Nếu như mà mình nhìn sơ tổng quan thôi á, thì khách hàng mình sẽ không thấy sự khác biệt lắm, giống như là cái ghế zin thông thường thôi ha, chỉ là mình đổi màu thôi. Tuy nhiên có một ưu điểm rất là đặc biệt luôn, đó chính là Pika Limousine đã thay mới lại hoàn toàn cái chiếc ghế này, không phải là ghế zin đâu ạ. Mình sẽ nâng cấp đầu tiên là cái cụm gác tay ở giữa. Cụm gác tay này khi mình không dùng nữa ha, mình có thể gấp gọn một cách rất là tuyệt vời ngay trên đây, không hề nhìn thấy, mình không hề biết luôn, nhìn nó rất là liền lẹt và thẩm mỹ. Và cái cụm gác tay này mình sẽ có một cái hộc để mình đựng đồ, những cái đồ vật linh tinh ở đây ha. Mình sẽ có hai cái cốc đựng ly, nếu như mà gia đình của mình muốn ngồi hai người á thì mình có thể tận hưởng cái không gian ghế chủ tịch như thế này. Mình gác tay giữa ha, để cốc để nước ở đây mình có thể nhâm nhi cùng bạn bè, cùng gia đình của mình. Nếu mà mình đi ba người thì mình vẫn có thể để lên đó và ngồi ba người rất là thoải mái. Đồng thời cái cụm seat belt thì mình vẫn trang bị ở đây ha. Seat belt mình may chìm như thế này để cho có quá trình mình ngồi nó êm ái hơn và nó đảm bảo có sự an toàn hơn cho xe.
Và ghế này nếu như mà khách hàng mình quan sát kỹ ha, mình nhìn ở phía đây nó sẽ có cái phần gác chân nè, và nó thực chất là hai chiếc ghế tách ra nhau, chiếc ghế đôi và cái chiếc ghế đơn ở bên này nó lắp sát lại với nhau ha. Và mình sẽ có phần công tắc chỉnh điện nằm ở phía bên hông ghế để cho mình chỉnh hai cái phần ghế này tách biệt hoàn toàn nhau luôn. Bộ công tắc này thì được thiết kế theo kiểu dạng của Mercedes, nhìn rất là sang trọng và thẩm mỹ, dễ dàng sử dụng nữa. Nó sẽ có những chức năng như thế gì? Đầu tiên là mình sẽ chỉnh điện tới lui nè, ngã lưng nè, lên xuống cái phần gác chân nè, massage làm mát, có ngay cái cổng sạc USB nữa. Và một cái ưu điểm rất là tuyệt vời luôn, đó chính là nó có thể ngã ra phía sau thành một mặt phẳng, thành một chiếc giường êm ái luôn. Kết hợp với băng ba nữa, nó sẽ thành một cái mặt phẳng ở phía sau chiếc giường như thế này. Rất là phù hợp cho những khách hàng mình thường xuyên đi xa nè, mình cần cái chỗ nghỉ ngơi tốt nè, thì đây là một cái lựa chọn tuyệt vời luôn. Cặp ghế VIP dành cho Xpander Cross này thì sẽ được Pika Limousine mình may phối đồng bộ theo hệ thống của xe ha. Phối màu xanh nè, phối màu hồng theo như là sở thích riêng của anh chủ xe. May những cái đường nét rất là thẩm mỹ, rất là tinh tế luôn. Đồng thời mình cũng thay lại cái phần gối đầu cúp này để cho cái quá trình mình nằm nghỉ ngơi nó sẽ thoải mái hơn. Thật ra một chiếc ghế như thế này á được dùng rất là phổ biến cho những cái dòng xe 7 chỗ. Khách hàng mình có thể thay đổi gì cho một cái chiếc xe 7 chỗ? Mình có thể thay đổi cụm gác tay nè, mình có thể thay đổi công tắc chỉnh điện nè, mình có thể thay đổi cái cụm gối đầu nè, tùy theo sở thích của mình. Vì vậy mà các anh chị mình đang sử dụng cái dòng xe 7 chỗ thì mình có thể liên hệ với Pika Limousine để được tư vấn cái cặp ghế phù hợp với chi phí cũng như là cái sở thích riêng của mình nha. Và để mình chuyển đổi chiếc ghế này thành một chiếc giường thì mình sẽ đi xuống để cho khách hàng mình xem mẫu ha. Mình có thể đầu tiên là mình gỡ cái phần gối đầu ra đi, chỉnh ghế lên phía trên một chút xíu. Nếu mà khách hàng mình muốn có một cái chỗ nghỉ ngơi tốt hơn, thoải mái hơn ha, thì mình sẽ chỉnh điện ghế như thế này đó, sau đó mình ngã ghế ra thành một cái mặt phẳng luôn. Rất là tiện lợi, rất là tiện nghi khi mà mình kết hợp chiếc ghế thành giường như thế này tại hệ thống của Pika Limousine. Có thể nói Pika Limousine là một trong những đơn vị mà mình tiên phong mình làm cái hệ thống ghế như thế này luôn đó ạ. Đó, ví dụ mình thấy kẹt á thì khách hàng có thể điều chỉnh ghế lên phía trên một chút xíu ha. Rồi, thành một chiếc giường, thành một mặt phẳng để mình có thể nằm nghỉ ngơi luôn. Và mình có thể tận dụng cái gối đầu này luôn ha. Mình sẽ để nó vào đây. Đó. Nó có một cái kẹp ở giữa đó, hóc ở giữa, mình sẽ kẹp cái gối vào đây để mình có thể lên mình nằm nghỉ ngơi rất là tiện lợi luôn. Và hai chiếc ghế này nó độc lập với nhau ha. Ví dụ mình muốn nằm, người bên đây nằm thì mình chỉnh, còn người bên kia muốn ngã lưng hơi á, thì mình có thể ngã lưng. Mình cũng sẽ thử điều chỉnh chiếc ghế bên đây cho khách hàng mình xem tổng quan nó ghế ngã ra là sẽ như thế nào nha. Và để mà thực hiện được cái phần ghế chuyển đổi thành giường như thế này á, Pika Limousine sẽ dời cái hàng thứ 3 của Xpander Cross ra phía sau một chút xíu, và mình có thể ngã vô cùng thoải mái như thế này đây. Nếu mà khách hàng mình không dời cái hàng 3 thì nó sẽ bị hơi chật cái phần ngồi của mình một chút xíu ha. Khi mà mình lên đây mình ngồi trải nghiệm á, tự nhiên có cái cảm giác giống như là mình đang đi du lịch vậy. Bởi vì một cái chiếc xe rất là rộng rãi, thoải mái như này rất là thích hợp để cho gia đình mình có thể đi chơi nè, đi nghỉ dưỡng rất là vô cùng thoải mái luôn. Mình sẽ có cái gối đầu ở đây, mình tận dụng làm cái phần gối để cho mình có thể nằm luôn ha. Mình cũng sẽ nằm thử để cho khách hàng mình xem được tổng quan khi mà mình nằm nghỉ ngơi trên xe như thế nào. Trời ơi, có thể nói vô cùng thoải mái luôn. Nè, cái phần gối đầu có thể tận dụng rất là mới lạ luôn. Đó, nó cũng thật sự là nó cũng may vừa chứ không là quá cao để cho khách hàng mình bị mỏi cổ đâu. Mình có thể điều chỉnh ghế như thế nào. Cái phần này nè, mình có thể điều chỉnh ghế lên xuống để thoải mái hơn theo cái nhu cầu riêng của mình ha. Ngoài hệ thống trần led ánh sao vô cùng lung linh và nghệ thuật thì anh chủ xe này còn nâng cấp giải trí trong xe bằng một cái màn hình ốp trần Android. Mình có thể xài độc lập luôn. Màn hình này thì 15 inch ha. Khi mà mình không dùng nữa thì mình chỉ cần là ốp gọn phía trên thôi, rất là tiện lợi. Màn hình này thì sẽ có cái remote để mình có thể điều chỉnh độc lập luôn. Và mình lên mạng nghe nhạc, xem phim giống như là thông thường á, nó sẽ có một cái mũi tên để cho mình lựa chọn này, rất là dễ dàng sử dụng luôn. Mình sẽ vào ứng dụng ha, bật YouTube lên để mình nghe nhạc. Đó, mình có thể xài độc lập nên là khách hàng mình ở phía sau thì mình có thể giải trí thoải mái ha.
Ngoài ra thì anh chủ này anh còn kết nối với cái màn hình ở phía trên nữa. Nếu mà khách hàng muốn kết nối sử dụng chung với cái màn hình Android phía trên thì mình vẫn có thể sử dụng nha. Còn mình không thích thì mình có thể phát riêng những cái chương trình mà mình yêu thích như thế này đây. Còn gì tuyệt vời hơn nữa khi mà có một cái chiếc ghế VIP, ghế limousine rất là êm ái và mình ngồi mình tận hưởng một cái không gian giải trí nghệ thuật ngay trên xe luôn. Chắc chắn là chuyến đi của gia đình mình sẽ vô cùng là thú vị và mình sẽ có những cái giây phút tận hưởng bên bạn bè người thân rất là tuyệt vời. Và khi lên ghế như thế này thì khách hàng của mình sẽ di chuyển ra băng sau như thế nào ha? Mình sẽ điều chỉnh ghế di chuyển lên trên một xíu thôi nè. Và mình gặp cái phần lưng ghế lại. Nếu như mà trước đây á, mình sẽ chỉnh cơ thì bây giờ mình sẽ nâng cấp cái chức năng chỉnh điện này ha. Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Và có lối đi thật sự mà nói nó cũng khá là rộng rãi nên là khách hàng mình hoàn toàn an tâm ha. Mình sẽ có hai cái hệ thống chỉnh điện riêng biệt hai bên luôn. Đây là khách hàng mình đi cái lối này hoặc là lối này thì mình đều có thể chỉnh điện để mình ra phía sau ha. Và trên đây chính là mẫu độ nội thất dành cho Xpander Cross tại Bica Limousine. Với những cái dòng xe 7 chỗ thì các anh chị của mình có thể tham khảo cái mẫu ghế này ha. Hệ thống của Bica mình có rất là nhiều mẫu ghế làm cho xe 5 chỗ trở lên nè, 7 chỗ nè và những cái dòng xe lớn hơn nữa. Cũng như là tùy theo chi phí riêng của khách hàng mà Bica Limousine sẽ tư vấn cái dòng ghế phù hợp. Bởi vì thực chất nó có rất là nhiều cái mẫu ghế khác nhau. Mình chỉ thay đổi cái phần chức năng một chút xíu, mình thay đổi cái phần gối đầu hoặc là gác tay thì giá cả nó đã thay đổi rồi. Vì vậy có thể nói là nó rất là đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng luôn. Và nếu mà mình quan tâm đến độ nội thất xe thì mình có thể liên hệ với Bica Limousine qua số hotline miễn phí nhé, 1800 9254, cũng như là hệ thống website của Bica, bicaauto.vn và bicaauto.org. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các khách hàng trong những video clip, những bản độ tiếp theo tại Bica Limousine nhé.